là quyền nó là vô giá đây anh em. Mẹ đứng đây. Giờ anh em đây đi. Được. Chơi thế xấu. Nộ hàng rồi nó lại quay nữa. Hai anh em vào đây đi. Nói đi mà nhé. Hướng rồi nhá. Gì nhỉ? Cháu là định. Tôn nhỉ? Tốt. Định như tốt. Tốt này, ngồi đây. Em vào đây đi em. Không phản ứng. Ông Yên, ông này ông tốt nhất nhà, bố mẹ đặt tên là tốt, có nghĩa là tốt nhất nhà. Anh ơi, tất cả tốt nhất nhà. Cái tên này chấn đầu tiên. Nhưng mà bây giờ rồi. Đi lại hướng anh rồi. Đặt tít được hướng đéo rồi. Mày muốn bắt ta chú là sao? Riêng bác trong người tao muốn. Nghe. Đây này. Chú được cái chương trình chương trình nha anh em. Nghe cả hiệu nói rồi. Có này. Có này. Có này. Có uống đúng không? Có này. Bác cạn. Toán bác cạn. Với định đại diện chủ nhà. Dạ. À đây. Kết thúc. Cái gì? Chú Yên. Bây giờ sao? Nghe rộng lắm. Chú nói lại là cái gì? Cái từ thì, chú đang nghe nhạc điệu mai chú đấy rồi. Anh cho nên là thôi tất cả anh em, kể cả trong đó có cả Định rồi là tốt. Nên cùng vâng, vâng. Cho nó vui vâng, vẻ. Anh không đâu. Ai uống thì uống rồi, anh uống rồi rồi. Thịt gì? Uống rồi. Kêu. Uống rượu. Chăm sóc nhiệt tình mình, cấp tốc huy nhiệt tình. Chăm sóc nhiệt tình mình, cấp tốc huy nhiệt tình. Có nhìn cái gì kia không? Không phải. Cái gì kia? Thế bây giờ mình nhìn cái gì đấy không? Không quan trọng. Đây này. Đây, rô đi. Chú mình cái ai? Tên là Định, thì là Định đoạt luôn. Câu này nghe rất quen. Hết luôn. Kệ. Đấy, bây giờ bắt đầu vào kha này. Lại nhông điên không được. Anh Tôn kìa. Anh Tôn. Ông ơi, ông nhìn đâu. Bên cửa sổ. Rồi. Nội xoay. Bây giờ chín giờ rồi nhá. Bên nội xoay. Mới ra may lội xoay được. Không được. Đấy. Chú mình chứ ai? Chú mình chứ ai?